Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi sáng hôm nay thì em cài rất nhiều những chiếc băng số để gửi cho các bác và anh em. Trong đó có những chiếc băng số các anh em gửi đến chương trình, cũng như là những chiếc băng số mà các anh em đặt mua. Thì một cái bác ở Cà Mau thì có hỏi em về băng số X5. Thế thì em mới tư vấn cho bác này ấy, là có cái dòng băng số Q1 là nó sẽ là hay hơn cả X5. Thì có ba cái vấn đề mà như vậy là em có thể là khẳng định được rằng là Q1 nó hơn X3 chủ tịch X10. Cái thứ nhất là nó phải có một cái tính chất chủ quan của người làm. Em là cái người mà vừa nhờ băng số về bán mà vừa căn chỉnh lại băng số. Thì cái thứ nhất là cái băng số đầy X ấy, là em được các anh em, trước đây thì em nhập về bán, trước đây thì nhập rất nhiều băng số đầy X từ X3 cho đến X10 về bán. Nhưng gần đây thì có rất nhiều các anh em là mua về sử dụng nhưng mà lại gửi cho em căn chỉnh. Cái tỷ lệ vang số gửi đến căn chỉnh ấy, thì vang số DX vẫn là cái dòng vang số mà gửi đến căn chỉnh nhiều nhất. Thì cái thứ nhất là em được va chạm rất nhiều vang số DX. Cách đây 5-6 năm rồi thì em đã có nghiên cứu về cái vang số DX từ X3 cho đến X5, X6, X7, X10. Và gần đây ấy, là có rất nhiều các anh em là ưa chuộng vang số DX thì mua về. Nghe nói hay thì mua về. Thì sử dụng không hay thì lại gửi cho em căn chỉnh. Cho nên cái thứ nhất là em được va chạm rất nhiều về băng số DX. Cái hai nữa là cái góc độ chủ quan của cái người làm. Cái người làm phải biết đánh giá chất âm trên từng chiếc băng số thì mới cài đặt và bán cho các anh em được. Phải biết được rằng là cái đặc tính ở trên từng chiếc băng số nó như thế nào để mà như vậy tư vấn cho các anh em khi mà đang sử dụng những cái thiết bị khác nhau như là loa, mic đẩy. Và đối với em chỉ cần cái chất âm khi các anh em đặt mua băng số hay gửi băng số căn chỉnh, chất âm của bộ dàn là nó sáng hay nó tối, nó thừa bát hay thiếu bát, hay là nó thừa chép thiếu chép, hay là cái giải chung nó như thế nào, là em có thể là cài được cho các anh em khá hay. Bởi vì cái effect nó sẽ quyết định đến 70-80%. Và cái âm sắc thì chúng ta sẽ dễ dễ xử lý hơn, dễ có thể là căn chỉnh hay là thay đổi. Thế nhưng cái effect thì nó rất khó. Và cái thứ ba nữa thì em có nêu lên ba vấn đề này. Một là cái tính chất chủ quan của người làm. Cái hai nữa là cái sự va chạm rất nhiều đối với vang số đầy X từ X3 đến X10. Cái thứ ba nữa là thông qua phản hồi. Thông qua phản hồi của các anh em đã từng mua cái dòng vang số Q1 và đã sử dụng. Và thậm chí là có những các anh em mà trước đây đã dùng vang số đầy X. Như một chú em ở Hải Dương ấy, trước đây có dùng X6 bãi. Và đến khi chiếc X6 hỏng thì lại là mua một chiếc vang số Q1 của em. Thì khi mà hỏi em thì em bảo là như vậy Q1 nó cũng hơn cả vang số đời X, mà thậm chí là hơn chiếc X6 mà trước đây chú đang dùng. Thì đúng quả nhiên là như vậy, là khi chú này mà mua chiếc vang số Q1 về sử dụng thì quá ưng ý, quá hài lòng ưng ý. Cho nên là có ba cái điểm mà như vậy là em sẽ khẳng định với các anh em ấy, là như vậy là Q1 này ấy, nó sẽ hơn vang số đời X từ 3-10. Em không cần phải rửa ruột gan linh kiện đâu, mà trước đây em cũng đã mở ruột gan linh kiện chiếc Q1 rồi. Thế nhưng mà nó phải có những cái đánh giá mang chất chủ quan. Một là như vậy là đánh giá chủ quan của người làm, cái người thợ. Cái hai nữa là cái sự va chạm và đối với dòng vang số đầy X từ X3 đến X10. Và cái thứ ba nữa là cái sự phản hồi. Thì căn cứ vào ba cái điểm này thì em khẳng định là Q1 sẽ hơn vang số đầy X. Kể cả là buổi sáng hôm nay là em cài chiếc vang số X6 cho chú em ở Thái Nguyên, cài chiếc vang số X5 cho chú em ở Vĩnh Phúc. Chiếc X5 màu đen là của chú em Vĩnh Phúc gửi đến căn chỉnh. Chiếc X6 của chú em Thái Nguyên làm dịch vụ ghép với bản mixer gửi cho em căn chỉnh. Và em đã chia sẻ về cái vấn đề mà cái volume của cái mic đổ vào của chiếc vang số X6 khi ghép bản mixer. Và em lại cài chiếc vang số Q1 để gửi cho một cái bác ở Cà Mau. Và cái bác Cà Mau này á, là trước đấy thì bác hỏi em về X5. Trước đấy hỏi về X5 nhưng em có tư vấn bác này ấy, là Q1 này ấy, nó nhỉnh hơn X5 một chút. Hiện giờ em đang bán là 2,7 triệu có khiển, bao ship gửi nhanh cho các bạn nha. Bởi vì thời điểm cận Tết rồi thì sẽ là gửi nhanh. Và bác này ở rất xa, ở mãi Cà Mau cơ, cho nên là gửi nhanh đi theo đường máy bay. Thì là 2,7 triệu có khiển gửi nhanh cho các bạn nha. Và bác này chuyển đủ tiền luôn. Cái bác ở Cà Mau này chuyển đủ luôn 2,7 triệu. Thì một cái vấn đề là em dám khẳng định như thế. Bởi vì là kể cả là cái dòng X hay là cái dòng Q1 này ấy, là làm 10 chế độ. Dòng X ha, là dòng Q1 này là 10 chế độ. 10 chế độ về âm sắc khác nhau, về effect khác nhau. Đây là 10 chế độ ở trên Q1.
thì nó có các cái chế độ mà mang chất là âm sắc khác nhau và cả effect khác nhau. Em không đặt tên để cho gì vợt hay là em cho nhiều em cho ít, mà đây là các cái tên mà có thể là người làm nhớ được, nhớ được cái đặc tính về âm sắc và nhớ được cái đặc tính về effect, thì có lẽ rằng là như vậy là dễ sử dụng. Cho nên rằng là các anh em khi mua vang số là rất cần cái người mà am hiểu về vang số và tư vấn cho các anh em là nên sử dụng loại gì. Nhiều chiếc vang số rẻ tiền nhưng mà nó hợp còn hay hơn chiếc vang số đắt tiền. Thế cho nên rằng là đây là một cái mà em chia sẻ với lại các anh em. Thì cái dòng Q1 thì cũng không còn nhiều đâu, còn mấy chiếc thôi. Thì các anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em để em có thể là tư vấn và cài đặt cho các anh em những chiếc vang số mà nó sẽ phù hợp với tính chất bộ dàn cũng như là cái sự phù hợp với lại cái ngân sách đầu tư và cái sở thích của các bác và anh em.